Thưa quý vị, câu chuyện giá đỗ ủ hóa chất để trở nên trắng mập không còn xa lạ đối với các bà nội trợ. Tuy nhiên, thực hư câu chuyện này như thế nào vẫn đang khá mơ hồ, khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng. Phóng viên của chúng tôi đã tìm đến làng Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội. Đây là nơi chuyên sản xuất giá và đưa về nhập cho các chợ đầu mối, chợ cóc và hộ tiểu thương kinh doanh ở Hà Nội. Làng Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội. Đây là nơi chuyên sản xuất và kinh doanh giá đỗ lớn nhất Hà Nội. Sau khi có vài bài báo phản ánh về việc dùng thuốc SHS ủ cho giá trắng thì có vẻ những hộ kinh doanh ở đây khá dè chừng với người lạ. Chọn một cơ sở được cho là lớn nhất ở đây. Vào vai khách muốn mua nhiều, làm cỗ, có việc cho gia đình, chủ cơ sở khá đề phòng. Chỉ có một loại, cha đây là hai loại. Riêng ở đây không bao giờ có, các cháu mua nhập đây chỉ có một loại, không có loại thứ hai. Không, sạch đẹp thì đều nhà cô đều như nhau hết. Cháu thích ra đồ nào cô rút cho cô hết đều như nhau hết. Riêng đây á, một năm, bốn năm lần các loại vào, chả có một cái gì hết. Ở đây làm gì mấy ngày có? Vậy ngay. Mùa đông 18 ngày, mùa hè thì 7 ngày, 6-7 ngày. Khẳng định là giá chỉ có một loại và phải ủ 7 ngày mới có hàng. Tuy nhiên, người dân ở đây lại khẳng định giá bình thường bán ngoài chợ tất cả đều là giá ủ hóa chất, chỉ ủ từ 3 đến 4 ngày, còn giá sạch phải đặt riêng mới có và 7 ngày. Đặt giá sạch có giá sạch, thì giá cô bán thì mình cho. Giá sạch thì giá tiền thì có bao nhiêu? Giá hơn nhiều. Hơn 2-3 nghìn. Thường giá thường, giá thường là bao nhiêu cân? Giá thường là 8.000, 9.000, 10.000. Giá sạch này 14, 15.000. 100%, không nghĩ thương là hết. Giá sạch thì nó có lâu không? Giá cũng thế thôi. Mỗi tội này, mỗi tội chịu có xấu hơn tí nào? Xấu hơn. Giá sạch nó không nó cũng dễ, nó đen hơn. Nhiều người dân còn nói họ thấy chính giá nhập của nhà mình, tức là giá thường, nhưng lại bán với giá rau sạch tại những cửa hàng rau sạch. Và họ cũng khẳng định giá không ủ hóa chất sẽ không bao giờ trắng mập đẹp như vậy được. Giá mà có thuốc nhá, trong vòng 3 ngày, 4 ngày là được đi bán. Bán nhanh hơn hả cô? Nhanh hơn, bao giờ cái thuốc nó cũng đẩy nhanh hơn chứ. Giá sạch bao giờ khoảng 1 tuần. Giá thuốc thì ăn có được không đấy cô? Không cả, ăn nhiều ít em. Được. Nhưng mà có cái là nó không chết ngay đâu, nhưng mà nó chết từ đâu. Thông tin về giá bẩn trong thời gian qua khiến người tiêu dùng hoang mang. Tuy nhiên, khi hỏi kỹ hơn cách phân biệt giá bẩn hay giá sạch thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời chung chung như thế này. Phân biệt giá ấy kiểu gì hả cô? Cái này, cái gì kia là nó không có giá như này đâu. Nó trọc lên đây. Ừ. Cái ấy là nó có thấy nhiều ngoài lắm. Cái kia nó dễ vào nó rụng hết mà. Cái kia cháu biết đâu, nó đọc chung lên mà. Cái rễ ạ? Như con ong không? Cái rễ này á? Chẳng có một tẹo nào đâu. Nhưng mà cháu thấy kiểu nhiều chỗ nó vàng lắm nhé. Cái vàng đấy là chẳng qua là cái thời tiết. Thời tiết nó xấu thì nó không được trắng. Tức cả làm cái nồi nào mà nó ánh sáng nó vào được ấy thì nó vàng giá ấy. Cái nào ánh sáng nó không vào được thì giá nó trắng bóng. Điều đó không khiến người tiêu dùng khỏi lo lắng. Vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai cơ sở sản xuất giá đỗ trên đường Đỗ Thử Luông, quận Tân Phú dùng hóa chất và đậu xanh không rõ nguồn gốc để ủ thành những cọng giá đẹp mắt, không có rễ lá. Chủ hai cơ sở khai nhận những hạt đỗ được ngâm hóa chất, quá trình ủ sẽ cho ra giá không có rễ và lá mà lại to, đẹp, như vậy dễ bán hơn.